Chào các bạn nha. Bà cô bán tạp hóa gần nhà mình hôm nay bà lại nhập những cái loại khô bò rất là nhiều hương vị về nè các bạn. Ở đây thì mình có khô bò vị Tây Bắc này. Tiếp đến là hương vị thảo mộc. Và cái thứ ba nữa là khô bò sông khói. Cái này thì mình thấy khá là lạ bởi vì khô bò mà tại sao lại sông khói nhỉ? À, bên trong nó có một cái túi như vậy nè các bạn. Cái miếng bò này thì nó cũng khá là nhỏ thôi các bạn. Mình sẽ bỏ này đi. Bây giờ thì mình sẽ ăn cái hương vị sông khói trước nha mọi người. Cái mùi này nó rất là giống cái mùi mùi của xúc xích ấy, mùi xúc xích các bạn mua ngoài siêu thị á, để xem ăn như thế nào. Nó khá là mặn các bạn. Miếng thịt bò thì còn rất là rõ ràng đó các bạn. Nhưng mà ăn nó không ngon. Cái thứ hai mình đang ăn là khô bò thảo mộc và nó không khác gì cái sông khói lúc nãy luôn. Chỉ có điều là nó ít tiêu hơn. Còn về độ ngon và độ dai thì nó cũng như nhau, nó cũng bình thường. Mùi ngũ vị hương và quế rất là đặc trưng luôn. Và gói cuối cùng trên tay của mình đây là hương vị Tây Bắc. Thì bây giờ thì mình sẽ ăn thử để mình xem là nó có cứu vãn lại được hai cái hương vị lúc nãy không các bạn nhé. Quy cách đóng gói thì nó vẫn như cũ thôi các bạn. Vẫn là một túi như vậy này. Ở trong này có một ít thịt bò và một túi hút ẩm. Đây, miếng thịt bò hương vị Tây Bắc đây các bạn. Có lẽ như là nó đã ngon hơn một chút rồi các bạn. Nó ngon hơn một chút thôi nhưng mà nó vẫn giống hai cái hương vị kia, nó không khác gì cả. Ăn nó không có động lại trong mình cái ấn tượng gì hết. Gần như là mình không có hứng thú để mua lại. So với những cái loại khô bò truyền thống thì mình vẫn thích ăn khô bò truyền thống hơn. Đó là cái khẩu vị của mình. Một gói như vậy là 27.000, ba gói tổng cộng là 81.000.